anh phó giám đốc của đài truyền hình Bình Dương đó bác Sơn. Ông đó ông tên gì em quên em nhớ. Khải Khải. Lên tự nhiên cái ông coi xe em cái, tại vì khi đó nó ra cái nghị định là thu phí đường bộ, mà cái xe mình nó bao nhiêu tiền á, tự nhiên năm đóng tiền phí mình thấy thôi bán vậy rồi mà cái ổng lên ổng mua, mà thường thường cái xe Lada ve là phải ấn cái này nè, mà thấy ông này ổng chạy chỉnh queo đó rồi. Anh đã từng đi con này hả? Nó trời ơi, hồi xưa tao đi học bên Nga tao hâm mộ nó lắm. Hai ông bạn chở nhau, ông đi cái Camry chở ông này lên đây mua Lada chạy về Bình Dương. Thôi đừng có. Nó đâu có trợ lực đồ gì nữa. Dạ không, nó giống như cái con AC của em sau này. Mà nó nặng lắm, nó nặng cái xác, nó đậm. Đậm hơn AC. Sao hai xe bây giờ bác? Sao nó đi quốc lộ 50 rồi nó gạch xe hơi ta?